Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương, sáng nay đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế một số tuyến đê hồ đập xung yếu, tình hình tiêu úng trong sản xuất vụ mùa tại huyện Yên Khánh, Gia Viễn và Nho Quan, cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành địa phương liên quan. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Song Tùng và đoàn đã đi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất tiêu úng tại xã Khánh Hải, cống cầu kênh nằm trên đường Quyết Thắng, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tuyến đê tả Hoàng Long, huyện Gia Viễn và hồ Thường Sung, huyện Nho Quan. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, đơn vị trong triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn liên tục trong những ngày qua. Đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo tình hình thời tiết, thủy văn để chủ động phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt là chủ động, linh hoạt, sẵn sàng triển khai các phương án chống úng, bảo vệ diện tích lúa và cây màu vụ mùa. Triển khai lực lượng thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di rời, sơ tán người dân và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn. Riêng đối với các công trình xung yếu có nguy cơ sạt lở, vận hành không an toàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường phối hợp với các địa phương, kịp thời xây dựng phương án xử lý, khắc phục, sửa chữa, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong phòng chống thiên tai. Đặc biệt là tham mưu, đề xuất, tính toán nguồn lực đầu tư trong giai đoạn tới, đảm bảo tính dài hạn, bền vững, đa mục tiêu của hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.